Hung thủ giết chủ nợ nói gì với vợ nạn nhân? Hung thủ giết chủ nợ rồi phi tang xác, lạnh lùng trả lời khi vợ nạn nhân hai lần đến hỏi tung tích người chồng mất tích. Thông tin mới nhất về vụ giết chủ nợ rồi phi tang xác ở Bình Phước, ngày 6 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan chức năng điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nghi can giết chủ nợ rồi phi tang xác là LDD, 51 tuổi, ở ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, hiện đang bị tạm giữ hình sự. Còn nạn nhân là anh NVT, 33 tuổi, ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Thông tin liên quan đến vụ án giết người phi tang xác này, theo người thân của nạn nhân cho biết trên Vietnamnet trước khi xảy ra sự việc trên. Vợ của anh T có biết việc ông LD để nợ tiền gia đình, chồng chị cũng nhiều lần liên hệ với người này để yêu cầu trả nợ nhưng bất thành. Sau 3 ngày không thấy chồng về nhà, gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Người vợ đã tìm đến quán tạp hóa của ông LDD ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú để tìm. Tuy nhiên, hai lần đến đây hỏi tung tích của chồng, người vợ đều nhận được câu trả lời là không biết. Thấy chồng mất tích kỳ lạ, người vợ đã thông báo cho người thân rồi đến công an xã Đồng Tâm trình báo sự việc. Trước đó, theo thông tin ban đầu về vụ án giết chủ nợ rồi phi tang xác, ngày 30 tháng 6, anh NVT đi xe máy tới nhà ông LDD để đòi nợ do người này mượn tiền của anh T tại đây, hai bên xảy ra cự cãi. Bực tức vì bị đe dọa, ông LDD nảy sinh ý định giết chủ nợ. Khi thấy anh T đang ngồi một mình trong chòi gần quán tạp hóa của mình, ông LDD cầm búa đánh liên tiếp vào đầu anh T, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, ông LDD bỏ thi thể vào bao tải, cất giấu trong thùng phi tại nhà mình. Tối cùng ngày, ông này chở thi thể nạn nhân đến một bãi đất trống thuộc xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, chôn để phi tang.